Hello, thân mến cho các bạn. À, trong tuần vừa rồi, à, Peter nhận được à, rất là nhiều à, câu hỏi từ từ các bạn à, à, muốn chơi à, dòng máy Sony. À, nhiều bạn, rất là nhiều bạn hỏi à, Peter là anh Peter ơi, à, à, cái máy Sony Next 6 nó sắp ra trong tháng 11 này. Theo anh nghĩ thì em nên mua? Uh, next 6 hay là hay là mua mua next 7 thì uh, Peter cũng vì rất là nhiều người hỏi cái câu hỏi này cho nên Peter nghĩ là chắc làm một cái uh, một cái video này để giải thích uh, cái khác biệt giữa hai cái máy và cái lợi hại của cái máy next 6 sắp ra đời nó như thế nào ha để cho các bạn uh, có cái cái lựa chọn uh, cụ thể hơn. Thì uh, cái uh, trước mắt là như vậy Uh, Peter đã dùng Next 7 được 7 tháng nay rồi Và Nói thật với các bạn là Peter rất là rất là hài lòng với lại cái Next 7 của Peter Nhưng uh, khi mà Peter uh, uh, Thấy cái Next 6 nó giới thiệu và uh, sắp ra trong tháng 11 này lập tức Peter Cũng rất là thích nó Và uh, Peter cũng đã đăng bán cái uh, Sony Next 5N của bà xã uh, Tuần vừa rồi để À, đợi thêm một chút xíu nữa và bù thêm một số tiền để mua và lên đời cái nách 6 này thì à, cũng cho các bạn biết là Peter rất là thích cái nách 6 thì nó là như vậy cái nách 7 nếu mà các bạn mua ngày hôm nay Peter đã lên tham khảo thị trường thì lúc đầu Peter mua là nguyên một bộ nách 7. À, 7 tính luôn cái ống kit đây là cái nách 7 tính luôn cái ống kit 1855 á, lúc đầu Peter mua nguyên bộ là 1350 đô nhưng ngày hôm nay à uh, Peter thấy là trên uh, trên thị trường của Mỹ nó bán là 1280. Có nghĩa là nó hạ xuống 70 80 đô. Thì theo như Peter biết là uh, chắc chắn là cái giá của Next 7 nó sẽ bị uh, hạ xuống để nó bán bớt hàng đi để cái Next 6 nó sắp ra thị trường. Ok cái đó là một. Nếu mà các bạn mua cái Next 6 ngày hôm nay, đây là cái hình thù của Next 6 đây. ha thì uh, các bạn sẽ chỉ có tốn uh, nguyên cái bộ này là 1.000 đô Ok, thì cái bộ này á, nó sẽ đi theo cái ống kính à, uh, 1650 Trên cái hình đây các bạn thấy Cái ống kính này là cái ống kính mới uh, uh, của Sony Nó sẽ ra theo cái cái bộ nát 6 này Và nếu các bạn mua cái bộ này thì là 1.000 đô Cái ống kính này tuần vừa rồi Peter cũng uh, được uh, tâm uh, bên Sony cho mượn Và Peter cũng đã test cái ống kính này và post một số hình lên Facebook thưa các bạn cái ống kính này rất là đẹp à, trong cái 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 giá trị khích của nó thì uh, nó đẹp à, à, và à, cái độ trong của nó rất là hay và cái zoom của nó cũng rất là tốt à, à, cái giá của nó nếu mà các bạn mua riêng á, thì là, là 350$ đô lận nhưng mà mua chung cái kích thì là cái mà hay hơn thì Peter recommend các bạn là nếu mà mua thì nên mua cái bộ này. Uh, Peter cũng sẽ mua cái bộ này cho bà xã và uh, cho bà xã dùng cái cái ống kính này chung với cái máy này và nếu mà uh, Peter cần cho cái Next 7 thì cũng có cái ống kính này để dùng luôn. Thì cái đó là một trong cái lý do mà Peter uh, muốn mua cái bộ Next 6 này. Ok, một trong những cái quyết định Peter thích Next 6 là là như thế nào? Cái Next 6 này nó khác với lại cái Next 7 là nó có built in cái hệ thống uh, wireless wifi và cái hệ thống apps có nghĩa là khi mà chúng ta chụp hình xong uh, chúng ta có thể uh, post uh, đưa đưa hình ảnh lên facebook luôn uh, một trong những cái mà peter rất là rất là thích uh, mà bên next 7 không có đó. thì với lại thứ hai nữa là sony nó cũng sẽ ra một số cái app app có nghĩa là khi mình chụp hình xong mình sẽ dùng những cái app đó mình có thể làm hình theo cái kiểu mà Instagram hay là mình làm hình đổi màu sắc này kia và mình mình nghịch ngay trên cái máy mình rồi mình post ngay lên Facebook là mình khỏi phải về tới nhà hoặc là mình khỏi phải bỏ hình vô computer mình vẫn làm được cái chuyện đó. Ok ha. Um, cái máy này là 16.1 megapixel, hai cái màn hình ở đằng sau nó là 3 inch. Ok cái màn hình này y chang với lại cái màn hình Next 7. Uh, cái hệ thống mà EVF của thằng này cũng y chang như là hệ thống EVF của Nex 7 Và thưa các bạn nào mà chưa chơi Sona, à, chưa chơi cái máy Nex Thì thưa các bạn là cái hệ thống EVF này rất là đẹp, rất là tuyệt vời, Peter rất là thích Nhưng cái Next 6 này nó có một cái gì hay nữa Đó là nó chế ra một cái hệ thống lấy nét AF, nó gọi là Hybrid Ha, thì trong cái hybrid af này nó sẽ có cái nó gọi là face detect và một cái nó gọi là contrast thì với hai cái hệ thống mà lấy nét này thì Sony nó bảo đảm và nó hứa là cái mirrorless uh, camera của Next 6 này là sẽ là lấy nét rất là nhanh. Và và Peter cũng đã uh, trao đổi với các bạn qua cái video khác rồi là cái AF uh, hệ thống lấy lấy nét của Next 7 là Peter đã rất là hài lòng rồi. Ừ, nhưng uh, bây giờ Sony đã cho ra thêm cái hệ thống lấy nét này nữa thì Peter rất là mong chờ để được mua cái con nét sáu và để dùng cái dùng thử cái hệ thống lấy nét mới của nó. À. Cái thay đổi nữa mà Peter muốn chia sẻ với các bạn rất là hay là nếu các bạn nhìn đây cái cái chỗ mà gắn cái flash này thì bây giờ Sony nó đã hoàn toàn đổi qua cái hệ thống mà ISO standard này. À, có nghĩa là nếu mà các bạn nào chơi những cái 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 flash mà hiệu giống như là hiệu khác á uh, Mets, ví dụ như vậy thì bây giờ các bạn có có thể gắn thẳng lên cái 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 đế này, không cần phải mua cái adapter. Ngược lại cái đế này cũng hay nữa là Peter có thể dùng cái đế này cho những cái Sony flash như bình thường tại vì cái đế này nó có là đa dụng nó 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 có tất cả những cái chấu trong cái này để dùng cho cả hai loại flash cái uh, tất cả những cái Sony Flash gắn vào đây và tất cả những cái loại Flash khác ngoài thị trường có thể gắn vào cái chân này đó là một cái thay đổi lớn trong cái dòng uh, Sony ha uh, cái nghe nói là cái khử noise uh, cái noise của cái Sony Nex 6 này còn đẹp hơn là cái 5N nữa uh, thì peter nghĩ chắc là uh, theo như là những cái máy mới thì lúc nào nó cũng phải có nâng cấp lên trong cái vấn đề mà khử noise uh, peter cũng muốn uh, 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 được uh, thưởng thức cái noise của cái máy này ha uh, cái hay nữa là cái máy này nó dùng một loại pin với lại next 7 cho nên peter muốn mua cái máy này để dùng cái cái thân thứ hai À, à, dùng dùng cùng một loại pin như vậy thì mỗi lần đi chụp hình á không cần phải đem hai ba loại à, đầu chạc với lại hai ba loại kiểu uh, pin nó rắc rối lắm. Thì à, cái này cũng là một trong những cái quyết định là tại sao Peter sẽ mua cái máy này để kèm theo cái Next 7 của Peter. Và có thể nói dựa trên tất cả những cái thông tin của cái máy này và cái giá nó bán 1000 đô thì Peter nghĩ là cái máy này Uh, một cái giá trị rất là cao cho cái số tiền mình bỏ ra Một ngàn đô cho nhiều cái hay trong cái máy này Thì uh, Peter thấy nó rất là tuyệt vời Và Peter nghĩ chắc là cái máy này sẽ uh, có thể gọi là hot 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 trong thị trường uh, trong tháng 11 sắp tới đây Ok uh, Ngược lại thì cái Next 7 nó cũng vẫn có một vài cái hay Peter không có muốn khen thằng này quá rồi lại chê thằng kia. Next 7 nó có cái hay là như vậy, cái Next 7 uh, nó 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 có cái uh, nó mấy cái nút đây nó gọi là Try Navi control. Thì thưa các bạn là tới ngày hôm nay Peter rất là mê cái cái cách mà Sony nó chế hai cái nút này. Vì khi Peter đi chụp hình bây giờ cái thao tác và cái công việc chụp hình của Peter rất là nhanh và rất là nhẹ. Uh, Peter đã đi chụp cái máy uh, FujiFilm XE1 và cái máy này thì sau khi chụp hai uh, tiếng của cái máy kia, về Peter cảm thấy mệt mỏi hơn là hai tiếng chụp cái này. Uh, cái Sony Nex 7 này nó có cái tri nav này thật là uh, đáng 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 nể và Peter rất là thích. Cho nên nếu các bạn nào mà muốn Uh, thao tác nhanh và 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 nghĩ là cái công việc đi chụp hình nó cái thao tác quan trọng thì có thể uh, mua Next 7 vì có hai cái um, uh, Tri, -na, uh, Tri Navi Control này, ok uh, cái thân mình của Next 7 nó là weather seal hai cái thân mình của uh, Next 6 không có, ok nó khác cái đó nữa cho nên uh, cái Next 7 cũng vẫn có cái hay của nó à cái next 7 nó là 24 megapixel trong khi cái next 6 chỉ có 16 thôi thì 24 megapixel cũng lợi cho vấn đề là à, mình có thể crop một cách thoải mái hơn, cắt hình một cách thoải mái hơn và cái hình mình nó nhiều chi tiết hơn ha. À, nhưng mà nếu mà các bạn so sánh thì cái cái máy là cái máy next 7 này với cái ống kính khít thì nó lớn hơn cái kích thước nó lớn hơn là cái ống kính kit của bên Nex 6. Để phi cho các bạn coi cái cái, cái 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 đây so sánh. Đây là cái Nex 6 với cái ống kit stock ra và cái Nex 7 với ống kit cũ. Cái này, cái ống kit uh, mới của Nex 6 nó còn lợi hơn là tại vì nó bắt đầu từ cái cự ly 16 lên 50, cái thằng này là bắt đầu từ cự ly 18 lên 55. Thì 16 lên 50 là cái nó sẽ thành cái cự ly 24 70 là cái cự ly uh, tuyệt vời cho uh, vấn đề đa dụng uh, một cái lens ống kính kit đa dụng. OK, uh, hai cái máy này thì cái cái Next 7 á, uh, cái thân cái thân máy nó là 400 g cái Next 6 cái thân máy chỉ có 287 gram thôi. Thì Peter nghĩ là lý do cái thằng Next 6 nó nhẹ hơn là tại vì cái thân nó không phải là bằng sắt mà cái thân nó là bằng carbon, uh, nó nhẹ hơn cái loại một loại nhựa nhẹ hơn là cái thằng Next 7. OK, thì uh, đó là hai cái uh, uh, so sánh. OK uh, tiếp, tiếp kế là uh, Peter muốn cho các bạn coi là đây là cái hình thù của nó đây uh, nó cũng có cái flash giống như là Next 7 nó có cái uh, hệ thống EVF e chang như vậy mà uh, màn hình lật được uh, ống kính uh, mới sắp ra nó đây ống kính mới sắp ra OK nhìn ngang nó là như vậy khi mình bật cái máy lên cái ống kính nó sẽ lòi ra như vậy uh, nhưng mà cái mà Peter muốn share với các bạn nữa một cái mà Peter rất là thích là tháng 11 sắp tới này à, Sony nó sẽ cho ra ba cái ống kính mới nữa mà ba cái ống kính này thật là tuyệt vời à, thứ nhất là cái ống kính 35 cự ly 35 f 18 thì gắn vô cái máy Sony Nex thì nó sẽ trở thành 50 18 một cực ly tuyệt vời Peter rất thích cái ống kính này và cũng sẽ mua ống kính này ống kính này bán lẻ là khoảng từ 400 cho tới 450 đô À, xuống tới đây là cái ống kính này là cái zoom nè, cái zoom 16 50 nè, nó sẽ đi theo kích với lại nét 6. Nếu mà các bạn mua kích thì sẽ có cái zoom này. À Peter thử rồi, cái zoom này rất là rất là đẹp. Cái màu đen cũng rất là đẹp, Peter sẽ mua cái màu đen. À, nhưng trong ba cái lens này, cái cái lens mà Peter mê nhất trong ba cái sắp ra đó là cái lens 10 18 F4 có chống rung ba uh, cái lens mà sắp ra của Sony này đều có hệ thống chống rung hết. Uh, nhưng mà cái mà Peter cảm thấy là đột phá nhất á, là trong tất cả những cái ống kính siêu rộng uh, chưa có cái nào mà có chống rung mà bây giờ Sony nó cho cái ống kính 10-18 này f4 có chống rung 10-18 này gắn vô cái máy Next thì nó sẽ trở thành 15-28 uh, uh, thì cái cự ly đó là tuyệt vời cho cho chụp uh, phong cảnh và cho đã chơi uh, off camera flash uh, giống như là Peter hay thường chơi và cái ống kính này uh, 850 đô và theo như Peter cũng đã xem một chút xíu cái review uh, về cái ống kính này thì nghe nói là ống kính này rất là đẹp và rất là là, là tuyệt vời cho cái cực ly thì uh, ok tới đây Peter cũng muốn chia sẻ với các bạn và kết luận là Peter sẽ mua cái máy NEX 6 à, uh, để cho Peter có hai máy để lúc mà đi thao tác á, thì à, uh, uh, nó nó nhanh nhẹn vì Peter cũng đã có rất là nhiều ống kính của dàn Next rồi cho nên mua cái cái máy Next 6 này để kèm theo Next 7 là một cái quyết định uh, chính đáng cho Peter và thứ hai nữa là bà xã Peter bà chụp cái Next 5N bà thích quá thì bây giờ Peter mua cái Next 6 này cho bà và hai vợ chồng nếu có đi đâu thì bà dùng cái Next 6 Peter dùng cái Next 7 Um, tới khi nào mà Sony ra một cái dòng full frame mirrorless thì lúc đó Peter sẽ suy nghĩ lại và có thể bán một trong cái Next 6 một hay là bán một cái Next 7 đi nhưng mà cái ngày mà tới cái full frame đó thì cái lựa chọn trước mắt là Peter có cái Next 6 và Next 7 trong túi uh, OK uh, một chút chia sẻ và hy vọng là qua cái video này các bạn hiểu rõ về cái máy Sony Next 6 rồi thân mến chào các bạn